Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Gấu Đỏ sẽ quay trở lại với một tựa game cực kỳ huyền thoại. Đó là game sâu săn mồi hay còn gọi là rắn săn mồi mà Gấu Đỏ đã từng chơi. Và các bạn đừng quên like video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Gấu Đỏ giành top 1 nha. Đây rồi các bạn ơi, đây chính là Gấu Đỏ. Và Gấu Đỏ đang đi ăn đồ ăn đây rồi, để xem là bên trong này còn anh em bạn bè gì mình không nha. Rất nhiều đồ ăn ngon. Wow, giá mà những đồ ăn này có thật ở đây nhỉ, thì Gấu Đỏ sẽ ăn một lúc rất nhiều luôn. Nào, ăn nam châm này và đi tìm những món đồ ăn ngon hơn nữa mọi người nhá. Nào, đi lên đây nào, rất nhiều đồ ăn luôn. Đây gọi là xứ sở đồ ăn rồi. Có một chú rắn khổng lồ luôn này các bạn ơi. Không biết đây là chú rắn gì đây. Thì mình sẽ đi mon men theo để xem đầu chú có đẹp không nha, có đẹp như đầu của Gấu Đỏ không. Đây rồi, đây rồi. Đây là cờ của Hàn Quốc hay sao ấy các bạn ạ. Đúng rồi, đây là cờ của Hàn Quốc rồi. Nào, đây có một chút đồ ăn còn sót lại của các con rắn siêu to khổng lồ, để quên các bạn nhá. Và mình sẽ được hưởng sái và mình đi tiếp nào. Đi tiếp để xem nào cái đầu con rắn này có đẹp không. Lại được ăn thêm một tí nữa này. Đâu, tại vì mình xem phim Hàn Quốc nhiều, thấy người Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Xem phim Hàn Quốc ít thôi. Đi rửa bát đi. Nhưng mà không biết con rắn này có đẹp như trong phim không các bạn nhá. Đâu rồi. Đi lên. Bạn ơi, chờ mình với, chân mình ngắn. Đợi mình với. Bạn này chân dài chân to chạy nhanh quá các bạn ạ. Ui. Tèn. Thế là mình tự đâm đầu vào bạn ấy rồi các bạn ơi. Làm lại các bạn nhá. Lại trở về với lại thân hình bé nhỏ dễ thương đáng yêu rồi mọi người ạ. Ăn quả nho, ăn cái bánh, ăn cái kẹo vào để cho to nào. Và để đi chinh phục những miền đất mới. Thôi mình đi vào trong bên này xem có cái gì không nha mọi người nhá. Đi từ từ thôi, tại vì bây giờ mình chưa đủ sức lực để mình có thể đi nhanh được. Mình mới đi nhanh là bị rơi hết đồ ăn ra ngoài đấy, nên mình chỉ có thể đi chậm như thế này thôi. Đèn. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Yêu đời không mọi người? Dù sao thì vẫn phải yêu đời đúng không? Đi nào. Ăn một chú gấu, ăn một cái bánh gấu này. Đây có một chú rắn gì đây, xanh vàng. Ui, đi đâu đấy? Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải Gấu Đỏ mà ngã lăn quay. Đi tiếp nào mọi người ơi, đi tiếp nào. Thỉnh thoảng trên đường có những đối thủ muốn hạ mình, nhưng mà hạ Gấu Đỏ không dễ đâu. Đấy, bánh này, đi tiếp nào, trong bên trong này có gì không? Ui, lại tiếp tục một chú nữa. Tèn. Cảm ơn nhá, cảm ơn đã giúp cho Gấu Đỏ to thêm nào. Đây có một chú rắn này. Đây, cờ đỏ sao vàng luôn. Mình sẽ phóng thẳng lên xem nào. Đầu có chú có giống người Việt Nam không nhá. Ui, lại có một chú nó đâm vào mình rồi các bạn ạ. Cứ đâm vào mình là mình lại phải ăn. Đấy, khổ lắm. Mình không muốn ăn đâu, nhưng mà cứ có đồ ăn là mình không cưỡng lại được. À thế à. Ui, tao đi nhanh đây. Ui, mình đâm xuyên qua mà mình tèn luôn. Lần sau mình sẽ cố gắng to. Không thể chết nhỏ như thế này được nữa các bạn nhá. Phải to hơn nữa. Chú rắn này đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá này. Ui, đây lại có một chú rắn đẹp nữa này. Ui, chú rắn này nhanh quá. Ui. Đâu rồi chú rắn đẹp lúc nãy mình vừa nhìn thấy ở đây. Ở đây đâu rồi ấy các bạn ơi. Nhưng mà thôi mình kệ chú rắn này đi, mình sẽ đi tìm những chú rắn to nhá. To dã man luôn. Đồ ăn đây rồi mọi người ơi, đồ ăn nhiều rồi, giàu rồi, khổng lồ rồi các bạn ơi. Sướng quá. Ăn rất là nhiều luôn, nhưng mà cũng phải cẩn thận đấy. Đấy, mình biết ngay mà, tại vì trong chỗ này rất nhiều con rắn khổng lồ nên mình phải hết sức cẩn thận, nếu không là mình chết luôn đấy. Mình không được hấp tấp vội vàng đâu. Sẽ đi vào đây, đi vào được cái khe này không? Vừa rồi. Wow, chú rắn này rất là đẹp luôn này. Có những con mèo và đeo nơ rất là đẹp luôn. Hóa văn họa tiết. Sau này mình to rồi mình sẽ có tiền và mình sẽ mua những con rắn to như này mọi người nhá. Hiện tại mình chỉ có con rắn như này thôi. Đây rồi, bạn mình đây rồi. Mình đã tìm thấy bạn mình ở trong game này rồi. Đây rồi. Đợi mình với bạn ơi. Đâu rồi. Đây mình đây. Lâu quá rồi không gặp. Nào bạn ơi, đi uống nước không? Bạn ơi. Ui, bạn mình nhìn thấy mình nhưng mà không thèm tiếp chuyện với mình các bạn ạ. Ui. Bạn ơi, thế cho mình chơi cùng bạn được không? Bạn này không cho mình chơi cùng còn ép mình cho mình tan tành mới khói luôn các bạn ạ. Thế là không được đâu nhá. Gấu Đỏ lại trở thành tí hon rồi mọi người ạ. Bây giờ Gấu Đỏ sẽ cố gắng để to lại như lúc nãy nha các bạn nhá. Và thậm chí còn to hơn. Gấu Đỏ sẽ cố gắng lên top 1. Các bạn like video này để ủng hộ Gấu Đỏ lên top 1 nào. Hiện tại bây giờ Gấu Đỏ đang ở top 250. Cố gắng, nhưng mà Gấu Đỏ sẽ cố gắng lên top 1 nào. Ui, đây. Mình sẽ đi theo. Đây có một con rắn, lại là hình con mèo ở xung quanh là nhìn rất là sợ luôn. Ui, mình bị kẹp giữa rất nhiều con rắn to rồi các bạn ơi. Liệu có thoát khỏi chỗ này không? Ui, nhìn đáng sợ không này. Ui, cố lên, cố lên, cố lên. Ây, đây rồi, mình vẫn đi được. Mình vừa mới giết được một con nữa rồi các bạn ơi, to không, to không? Đây rồi, ăn rất nhiều luôn. Ăn xong cái này mình sẽ thành khổng lồ. Ui, ui, vội vàng quá mọi người ạ. Thế là mình đâm vào con rắn nhỏ nhỏ kia rồi. Mình không được, mình sẽ phải làm lại nhá. Mình sẽ làm lại. Đồ ăn đây rồi, rất nhiều đồ ăn ngon. Nào, nào, đây rồi. Ăn. Ô, có đồ ăn mà không ăn lại bỏ đi kìa. Bạn sâu xanh đâu rồi, Ui, tí nữa đâm vào một chú rắn rất là sặc sỡ màu sắc. Không biết là chú rắn thế đây. Ui, chú rắn này có vẻ manh động. Ui. Chú rắn này manh động quá, để mình xem nào. Chú rắn này là ai mà manh động mà. Ui, đi nhanh vậy. Đâu rồi. Ê, bạn ơi, cho mình chơi cùng với, mình rất thích những người như bạn đấy. Nào. Bạn ơi. Ê, bạn ơi, ra đây chơi. Bạn đâu rồi? Bạn này cuối cùng bạn ấy đã đâm vào mình các bạn ạ. Nào, manh động à. Phải bình tĩnh tự tin, mình đã bảo rồi. Bình tĩnh không thể vội vàng được. Đây rồi. Ui, có chú nào rắn nào vừa đâm vào mình hay sao ấy. Ui, thế là mình lại phải ăn thôi. Để cho to thêm. Nào, đi tiếp nào mọi người ơi. Ở đây xem còn rất nhiều chú rắn nữa. Nào. Mục tiêu của mình là top 1 thẳng tiến. Và mình bây giờ đang ở top 130 rồi. Khá là xa. Tí nữa thì mình vào được chú rắn này. Đâu rồi. Các bạn thấy thế nào các bạn? Đẳng cấp không? Một pha rất là đẳng cấp, đúng như cái tên gọi gấu đỏ đẹp trai. Nào, còn chú rắn vàng này, Rắn vàng đồng bọn của mình đây rồi. Wow, đây rồi, anh trai mình các bạn ơi. Anh trai đâu rồi? Anh trai ơi, lâu quá không gặp anh trai. Anh trai cho em đi chơi cùng với nhá. Anh trai ơi. Đây rồi, anh trai mình nhá. Mình sẽ lên, mình cho các bạn xem đầu của anh trai mình, giống hệt mình luôn. Ui, thôi mình ăn đồ ăn đã. Wow. To chưa các bạn ơi? Nhìn mình này, đây mới còn sót một chút đồ ăn nữa. Ăn đồ ăn là không được bỏ phí đâu các bạn ạ, phải ăn hết luôn. Đấy, ui. Nhiều đồ ăn thế này phải ăn hết sạch xanh luôn, không thể để lại một cái gì hết. Nào, ăn tiếp nào. Ui, có một chú rắn nhìn mặt rất là cute luôn này các bạn này. Nào, đây rồi các bạn ơi, lại là đồ ăn ngon tiếp này. Nhiều đồ ăn không? Đây, wow, mình đã to lên đáng kể luôn. Wow, bây giờ đang ở top 78 rồi. Lại thêm một chú nữa đâm vào đầu mình. Thế là mình lại phải ăn thôi các bạn ơi. Ăn hết luôn, ăn không được bỏ sót đồ ăn nào. Ui, ăn thế này mới đã chứ các bạn nhỉ. Ui, đây nữa này, rất nhiều đồ ăn luôn. Mình sẽ ăn hết sạch xanh nha. Lại thêm một chú nữa đâm đầu vào mình. Tiếp tục nào. Thì như bên này vẫn còn sót một chút đồ ăn nữa. Đây này, ăn tiếp nào. Quá nhiều đồ ăn ngon luôn. Bây giờ cái mồm của mình rất là to và mình ăn được rất là nhiều luôn. Thế nên mình phải tìm thật nhiều đồ ăn ngon. Đâu nữa hết rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi tìm đồ ăn ngon nhá. Nào. Đây rồi. To chưa? Bây giờ to rồi nên mình rất là chậm chạp luôn các bạn ạ. Wow, bình tĩnh thôi. Nếu mình càng vội vàng hấp tấp thì mình càng dễ chết đấy các bạn ạ. Không vội vì vàng gì hết cả. Mình đang chết ở 42 rồi các bạn ơi, 41 rồi. Các bạn like đi nào, like video này để ủng hộ mình lên top 1 nào các bạn ơi. Top 10 cũng được. Cố gắng lên nào. Wow, các bạn ơi, mình to chưa? Ui. Mình sẽ đâm vào đây. Ui, một con rắn rất là đẹp luôn, màu tím nhưng mà đầu lại là màu xanh. Nếu mà như lúc bé em thì sẽ chạy được rất là nhanh, nhưng bây giờ mình to rồi nên rất là chậm chạp các bạn ạ. Ui. Nào, đây là một chú rắn màu hồng và có những ngôi sao màu xanh lấp lánh. Còn mình là một chú rắn màu vàng, nhìn rất là đơn giản thôi. Nhưng mình sẽ cố gắng, chinh phục tất cả nha các bạn nha. Wow. Gấu đỏ đẹp trai đang xếp ở thứ hạng 42 các bạn ạ. Thứ hạng này vẫn rất là cao các bạn ơi, nhưng mình sẽ cố gắng nhá. Wow, có một chú rắn vàng kìa. Chú rắn vàng định làm gì đây? Chú rắn vàng muốn đi theo mình là bạn bè mà. Đi ra đây, mình cho đi cùng. Mình đã bảo cho đi cùng rồi cơ mà. Không đi cùng lại đâm vào làm gì? Trời ơi, ăn thôi. Cảm ơn nhá. Thế là tự nhiên là mình có đồ ăn các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đi tìm thật nhiều đồ ăn ngon. Bây giờ mình to rồi nên số lượng đồ ăn của mình phải thật nhiều. Ui, chỗ này rất nhiều chú rắn luôn, xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng đều có hết này. Tí nữa thì đâm vào chú rắn nhỏ. Không dễ thế đâu sói à. Nào, đây đích thị là cái đuôi của mình rồi các bạn ạ. Đồ ăn ngon các bạn ơi, đồ ăn ngon. Ui, nhiều đồ ăn không kìa. Ăn hết, ăn hết. Kìa, chú rắn kia giống mình thôi, nhưng mà bị trột một mắt các bạn ạ. Nhìn rất là dữ tợn luôn đấy. Nào, gấu đỏ đang xếp ở thứ hạng 36 rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì chú rắn giống mình đã tiêu đời rồi các bạn ơi. Mình sẽ ăn hết luôn. Wow. Không hiểu tại sao lại đâm vào mình. Rất nhiều đồ ăn ngon luôn này các bạn ơi. Gấu đỏ đang xếp hạng ở 29 rồi các bạn ơi. Cố lên các bạn, like đi nào để gấu đỏ lên top 1 nào các bạn ơi. Đây này, rất nhiều đồ ăn luôn. Ui, đừng ăn của mình chứ. Ui, có một chú rắn lại trột mắt cũng và ăn hết của mình rồi các bạn ơi, ăn hết đồ ăn của mình rồi. Wow. Mình phải bình tĩnh. Wow. Lại còn có cả hai cái tai màu tím ở trên nữa. Ăn hết đồ ăn của người ta rồi. Nhớ đấy. Mình sẽ đi tìm đồ ăn khác các bạn nha. Gấu đỏ đang xếp hạng 23 rồi các bạn ơi. Wow, thứ hạng rất là cao rồi đấy. Đi đâu các bạn ơi, rất nhiều chú rắn luôn. Wow, chú rắn này rất là đẹp luôn này. Chú rắn này hình thù rất là lạ luôn. Và một bên cạnh mình thì còn có một chú rắn màu xanh da trời và một xanh lá cây nữa. Ở giữa là một xanh lá mạ. Ở giữa là màu vàng chứ, là mình. Ui, quay lại. Wow. Sơ sẩy một cái thôi là đi đời luôn đấy các bạn ơi. Nên mình phải hết sức cẩn thận nhá. Nào. Đồ ăn ngon đâu rồi. Mình sẽ cố gắng lên top 1 nào. Gấu đỏ đẹp trai. Hiện tại đang có 298 người chơi và mình đang đứng ở thứ hạng 25. Thế là một thứ hạng cũng khá là cao đúng không các bạn ơi? Nào. Ui, trời ơi các bạn ơi, mình định tạt đầu qua để cho chú rắn xanh đấy chết. Nhưng mà không ngờ chú rắn xanh đấy không chết mà mình lại chết các bạn ạ. Các bạn ơi, ăn nhiều không này? Ui, ăn xong chỗ này là to. Thêm một chú nữa. Ui, ăn thế này mới đã mồm chứ các bạn. Ăn sướng mồm luôn. Wow, vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Ui, khu này quá nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi. Đây, liên tục những chú rắn to đã bị chết các bạn ạ. Nên thế là tạo rất nhiều đồ ăn cho chúng mình đấy. Vào. Ui, tí nữa thì hai chú rắn kia đâm vào mình chứ. Nào, mình sẽ tìm cơ hội. Để biến những chú rắn to thành đồ ăn của mình các bạn nhá. Ở đây có một chú rắn xanh này. Ui, chú rắn kia trột hai mắt hay sao ấy, đen hai bên kìa. Thế thì nhìn làm sao mà nhìn thấy đường được đúng không các bạn? Con rắn này mặt rất là hung dữ luôn. Nào, hung dữ à? Quay luôn các bạn nhá. Quay rồi. Nào. Chú rắn nhỏ này. Thôi tha cho chú rắn nhỏ một con đường sống nha các bạn nhá. Mình sẽ lên vần con rắn xanh này đi. Đâu rồi. Tưởng thế nào? Ui, đừng ăn đồ ăn của tôi mà. Đồ ăn. Đang định đi để chiếm đồ ăn của mình thì bị một con rắn màu da cam chặn đầu mình các bạn ạ. Được lắm, ta sẽ phục thù. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy mẹ mình chưa này các bạn ơi. Đấy, mẹ mình to khổng lồ luôn. Nhưng mà mình thì bé tí ti luôn. Để mình lên mình cho các bạn xem mặt của mẹ mình nhé các bạn nhá. Mẹ ơi, đợi con với, mẹ ơi. Sao mẹ mình không đợi mình nhỉ? Mẹ mình đi nhanh ơi là nhanh luôn. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ ơi? Thôi rồi, con ngay ở đằng sau mẹ đây này. Ui, thôi con tranh thủ ăn đã mẹ ạ. Tí nữa con lại đi với mẹ sau nhá. Đâu rồi mẹ. Để mình lên cho các bạn xem đầu mẹ mình. Mẹ ơi, đứng lại để cho các bạn con xem đầu mẹ với mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Ui. Ngập tràn đồ ăn luôn này các bạn ơi. Mình sẽ ăn xong rồi mình sẽ cho các bạn đi xem mẹ của mình nhé các bạn nhá. Thêm một chú nữa. Đây rồi, đâu rồi. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn đi xem mẹ của mình này. Mẹ của mình đây này các bạn ơi. Mẹ của mình xinh đẹp tuyệt vời luôn. Nào. Mẹ ơi. Đi chậm thôi để cho các bạn con xem mặt mẹ với. Đấy, các bạn nhìn thấy mặt mẹ mình chưa các bạn ơi? Mặt của mẹ mình ấy, có đeo mấy cái hoa lá cành ở trên đầu ấy. Ấy, mẹ lại đi đâu rồi? Sao lại chui vào chỗ tôi thế này? Ui. Tự nhiên chui vào mình nha, mình không làm gì đâu các bạn nhá. Nào, đi tiếp nào. Đi tiếp nào, các bạn vẫn chưa nhìn rõ mặt mẹ mình đúng không các bạn? Vậy thì đi cùng mình thôi để mình cho các bạn xem. Bên này có một cái con rắn này nhìn rất là sợ luôn các bạn ơi. Dã man luôn. Cái đầu của nó, đúng rồi, cái đầu của nó vừa quẹt qua cái lạnh cả sống lưng luôn đấy các bạn ạ. Nào nào nào. Ôi ấy, bạn định làm gì đấy? Bạn định làm gì đấy? Mình có làm gì bạn đâu. Nào, đi xem mặt mẹ mình tiếp các bạn nhá. Ui, ui, chỗ này có đồ ăn, ăn, tranh thủ ăn đã. Ui rồi ôi các bạn ơi, thế là bị chú rắn xanh hại mình rồi các bạn ạ.